Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU xuất sắc nhất kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập. MU coi Haaland là mục tiêu số 1, sẵn sàng trả 70 triệu bảng. MU thách thức Liverpool bằng bản sắc của Ole Solskjaer. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU coi Haaland là mục tiêu số 1, sẵn sàng trả 70 triệu bảng cho Dortmund. Hè trước, MU coi Sancho là mục tiêu mua sắm số 1, nhưng cuối cùng mọi chuyện không đi đến đâu do Dortmund đòi hỏi giá 108 triệu bảng và MU không đáp ứng được. Từ đó đến nay, không có Sancho, MU vẫn chạy tốt, còn bản thân Sancho sa sút ở Dortmund. MU từng theo đuổi Haaland khi anh còn chơi cho Sabak, nhưng sau đó quỷ đỏ để Dortmund hớt tay trên vụ này. Giờ MU vẫn muốn chiêu mộ Haaland, người đã ghi 33 bàn thắng sau 32 trận chơi cho Dortmund tới thời điểm này. Trong hợp đồng của Haaland với Dortmund có điều khoản cho phép anh ra đi với giá 70 triệu bảng trước cuối mùa tới. Trở ngại lớn nhất trong vụ này là MU phải giao dịch với đại diện của Haaland là Mino Raiola, người cũng là đại diện của Paul Pogba và đã xúi Pogba rời MU. Tuy có mâu thuẫn với Mino Raiola, nhưng vì Haaland, MU sẵn sàng làm việc với Raiola để sở hữu trung phong 20 tuổi tài năng bậc nhất châu Âu hiện nay. MU chính thức cùng lúc công bố hai hợp đồng quan trọng mới. Man United đang thể hiện phong độ rất tuyệt vời khi bất bại 10 trận liền ở Premier League, trong đó có tới 8 chiến thắng. Thành tích này giúp Quỷ Đỏ thành Manchester có thể cạnh tranh song phẳng với Liverpool trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, ban lãnh đạo Man United hiểu rằng để có thể gặt hái thành công vào cuối mùa giải, họ cần phải có những sự tăng cường đáng kể về mọi mặt. Không chỉ dục dịch đón tân binh, Man United cũng bổ sung thêm những cái tên trợ giúp đắc lực cho Ole Gunnar Solskjaer. Cụ thể, trang chủ Man United xác nhận cựu danh thủ Darren Fletcher đã chính thức gia nhập vào huấn luyện đội bóng. Darren Fletcher đã tham gia công tác huấn luyện đội U16 Man United từ tháng 10 và giờ sẽ trở thành một phần của ban huấn luyện đội 1. Ole Gunnar Solskjaer vui mừng cho hay, Darren Fletcher có DNA của Man United chạy trong huyết quản và anh ấy biết chính xác những gì cần thiết để trở thành một cầu thủ của Man United. Anh ấy đang ở trong giai đoạn đầu của sự nghiệp huấn luyện và kinh nghiệm cả trong và ngoài sân cỏ cùng với tâm lý chiến thắng, sự cam kết và làm việc chăm chỉ sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng. Ngoài Darren Fletcher, Man United cũng bổ nhiệm Robin Sader với tư cách là trưởng bộ phận phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Đây là vị trí mới mẻ, sẽ đảm trách nhiệm vụ giám sát việc cung cấp dịch vụ cho đội 1, đội học viện và đội nữ. Với những bản hợp đồng mới này, Man United rõ ràng rất chú trọng tới việc phát triển cấu trúc đội bóng. Về thành phần ban huấn luyện, Man United đặt chọn niềm tin vào những cựu cầu thủ. Trước khi đón Fletcher, Man United đã có Michael Carrick được xem là cánh tay phải của Solskjaer. MU từ chối đề nghị của Juventus vụ Pogba. MU không mặn mà với việc giữ Paul Pogba ở lại sau tuyên bố gây chấn động của người đại diện của cầu thủ này, Mino Raiola. Kế hoạch của MU là sẽ bán Pogba ở phiên chợ hè năm 2021. Juventus là một trong những đội bóng thể hiện rõ sự quan tâm tới Pogba. Juventus muốn đưa Pogba trở lại nhưng khó khăn tài chính vì đại dịch Covid-19 khiến họ không thể đáp ứng đòi hỏi về tiền mặt của MU. Để thuyết phục Quỷ Đỏ, Juventus đã đưa ra đề nghị đổi người. Juventus muốn dùng Paulo Dybala để đổi lấy Pogba. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ với tờ Daily Mail rằng MU đã từ chối đề nghị này. MU ưu tiên thu về bằng tiền mặt để có ngân sách mua sắm mới, chứ không mặn mà đổi lấy Dybala dù họ từng theo đuổi chân sút Argentina. MU hưởng lợi trước đại chiến với Man City. Ngày 7 tháng 1 tới, MU sẽ đối đầu với Man City ở bán kết cúp Liên đoàn Anh. Tin vui đến với Quỷ Đỏ khi đội hình Man City đang bị tổn thất lớn do dịch Covid-19. Có tới 7 cầu thủ của Man Xanh khả năng sẽ lỡ trận đấu này. Hôm Giáng sinh, Man City thông báo hậu vệ phải Kyle Walker và trung phong Gabriel Jesus là hai trường hợp dương tính đầu tiên. Những trường hợp nhiễm virus còn lại chưa được công bố danh tính do yêu cầu từ ban tổ chức Premier League. Song, truyền thông Anh tiết lộ, nhìn vào danh sách thi đấu với Chelsea ở ngoại hạng Anh, dễ thấy Man City thiếu 3 cầu thủ quan trọng khác là thủ thành Ederson, Nathan Ake và Ferran Torres. Tổn thất với Man City càng thêm trầm trọng khi đội hình 1 mất đi hai cầu thủ khác vì chấn thương là Eric Garcia và Aymeric Laporte. MU thách thức Liverpool bằng bản sắc của Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi thành tích tồi tệ của Man United giai đoạn khởi đầu, nhưng theo thời gian, huấn luyện viên người Na Uy đã đưa Quỷ Đỏ trở lại cuộc đua vô địch bằng chính bản sắc của mình. MU khởi đầu mùa giải bằng việc thua 2 trong 3 trận đầu tiên, do đó có một trận thua tủi nhục 1-6 trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford. Tiếp đó, Quỷ Đỏ cũng bị loại khỏi Champions League bởi hai thất bại liên tiếp trước PSG và RB Leipzig. Tất cả mọi sự tồi tệ liên tục kéo đến với Solskjaer trong giai đoạn trước. Huấn luyện viên Solskjaer bị nghi ngờ, chỉ trích và liên tục bị cổ động viên kêu gọi từ chức.
Dẫu vậy, chiến lược gia người Na Uy vẫn kiên định với định hướng xây dựng MU của mình và những điều đó đang đưa Quỷ Đỏ trở lại cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Niềm tin dành cho các học trò luôn là điểm nổi bật của huấn luyện viên Solskjaer. Có những thời điểm Anthony Martial bị tịt ngòi hay David De Gea mắc sai lầm, nhưng huấn luyện viên người Na Uy không bao giờ chỉ trích hay trừng phạt cầu thủ của mình. Thay vào đó, ông tạo những điều kiện và cơ hội tốt nhất để họ thi đấu, chứng minh năng lực của mình. Trong một vài tuần gần đây, Martial đã dần lấy lại sự tự tin của mình. Chính tiền đạo người Pháp là người mở tỷ số cho MU trong trận gặp Aston Villa. Không chỉ vậy, anh cũng dần lấy lại sự nguy hiểm đủ để khiến các hàng phòng ngự lo lắng và buộc phải quan tâm nhiều tới anh. Vì thế, Marcus Rashford có thêm nhiều khoảng trống để thăng hoa và bùng nổ. Đối với David De Gea, anh có lẽ chưa bao giờ phải lo lắng về vị trí của mình. Dù Dean Henderson tạo ra nhiều sức ép khi trở lại Old Trafford, nhưng huấn luyện viên Solskjaer luôn khẳng định De Gea là thủ môn số 1 của Quỷ Đỏ. Đáp lại sự tin tưởng, thủ thành người Tây Ban Nha liên tục thi đấu tốt trong giai đoạn căng thẳng hồi tháng 12 năm 2020. Điều tương tự cũng đến với Alan Wan-Bissaka trên phương diện tấn công. Những tình huống leo biên của cầu thủ người Anh đã dần trở nên nguy hiểm và có tính đột biến hơn. Có lẽ, niềm tin mà Ole Gunnar Solskjaer dành cho học trò lớn quá, nên đôi lúc ông bị đánh giá là một con người yếu đuối, hiền lành. Thế nhưng, chiến lược gia người Na Uy thực tế là một người cực kỳ lạnh lùng và quyết đoán với những lựa chọn của mình. Điển hình nhất phải nhắc tới trường hợp của Donny van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan luôn thi đấu tốt trong những lần được huấn luyện viên Solskjaer trao cơ hội. Tuy nhiên, đối với Ole Gunnar Solskjaer, van de Beek luôn chỉ là lựa chọn thứ 5 trong hàng tiền vệ của mình. Việc thể hiện tốt khi được ra sân là điều nghiễm nhiên cầu thủ người Hà Lan phải thể hiện. Một trường hợp khác chính là Dean Henderson. Tuyển thủ người Anh đã bắt rất tốt trong màu áo của Sheffield United ở hai mùa trước. Tuy nhiên, ông Solskjaer luôn xác định De Gea là một số 1. Henderson dù bắt tốt cũng sẽ chỉ được trao cơ hội khi De Gea chấn thương hoặc ở trận đấu cúp. Ole Gunnar Solskjaer có thể bị đánh giá trong việc dành niềm tin mù quáng cho học trò, nhưng rõ ràng để được ông tin tưởng cũng không phải điều đơn giản. Vị trí cao nhất của MU tại Premier League sau thời Sir Alex Ferguson là vị trí nhì bảng ở mùa giải 2017-18, nhưng đó không phải mùa giải Quỷ Đỏ tham gia được vào cuộc đua vô địch. Năm đó, Man City thực tế đã một mình một ngựa băng băng về đích. Có thể nói, thời điểm này là lần đầu tiên cổ động viên MU được quay trở lại cảm giác đua vô địch Premier League sau 7 năm ròng rã chờ đợi. Niềm tin và sự quyết đoán của Ole Gunnar Solskjaer chưa biết đúng hay sai, nhưng hướng đi của ông là phù hợp, là cần thiết dành cho MU ở thời điểm này. Nếu cứ tiếp tục đi theo định hướng này, Quỷ Đỏ rồi sẽ sớm lấy lại vị thế của mình trước đây. MU xuất sắc nhất Premier League kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập. Man United chính là đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất tại Premier League kể từ khi tiền vệ Bruno Fernandes gia nhập vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2020. Trong trận đấu với MU với Aston Villa mới đây, Fernandes tiếp tục góp công vào chiến thắng với một bàn thắng được thực hiện trên chấm phạt đen. Đây đã là bàn thắng thứ 11 của anh tại Premier League 2020-21. Fernandes đã có một năm 2020 khó quên với vô số thành công. Ngoài việc trở thành linh hồn của Man United, anh còn thiết lập rất nhiều cột mốc đáng ngưỡng mộ. Chỉ trong một năm kể từ khi gia nhập nửa đội thành Manchester hồi tháng 1 năm 2020, Fernandes đã ghi được 26 bàn và đóng góp 17 kiến tạo, những con số vô cùng ấn tượng. Không chỉ thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục, Fernandes còn góp phần thay đổi bộ mặt của Man United kể từ khi gia nhập đội bóng vào cuối tháng 1 năm ngoái. Chiến thắng 2-1 trước Villa mới đây đã giúp Quỷ Đỏ cân bằng về điểm số với đội đầu bảng Liverpool và chỉ chịu xếp sau nhờ thua về chỉ số phụ. Nếu xếp một bảng xếp hạng tại giải Ngoại hạng Anh kể từ khi Fernandes chuyển tới thi đấu, Man United chính là đội dẫn đầu với 65 điểm sau 30 trận. Nhà đương kim vô địch Liverpool đứng thứ 2 với 62 điểm sau 30 trận. Man City đứng thứ 3 với 56 điểm, nhưng đội bóng của Pep Guardiola mới chỉ thi đấu 28 trận kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Xếp tiếp theo lần lượt là Tottenham, thứ 4, 54 điểm sau 30 trận. Chelsea thứ 5, 52 điểm sau 30 trận. Everton thứ 6, 48 điểm sau 30 trận. Southampton thứ 7, 47 điểm sau 30 trận. Và Arsenal thứ 8, 46 điểm sau 30 trận. Mà tốc độ xác nhận, Solskjaer và MU run rẩy lo mất tài năng vĩnh viễn. Manchester United đã và đang sở hữu những bản hợp đồng chất lượng dưới thời huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer. Sự tỏa sáng của những ngôi sao như Bruno Fernandes mang đến rất nhiều niềm tin cho chiến lược gia người Na Uy, ban lãnh đạo lẫn các cổ động viên Quỷ Đỏ. Mặc dù vậy, Solskjaer hiểu rõ họ còn rất nhiều vị trí khiếm khuyết, tiếp tục bổ sung lực lượng là nhiệm vụ luôn cần thiết phải để tâm. Trong số những gương mặt mà Man United cần cân nhắc, Diogo Dalot là cái tên điển hình. Hậu vệ người Bồ Đào Nha từng được Jose Mourinho chiêu mộ năm 2018 với những tiềm năng rất lớn khi thi đấu được cả hai cánh của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, vì những chấn thương, khoảng thời gian ra sân và thể hiện bản thân của Dalot tại Man United không được nhiều. Hiện tại, Dalot đang thi đấu dưới bản hợp đồng cho mượn ở AC Milan và bản thân tài năng trẻ này đang tỏa sáng rực rỡ, có những bước phát triển đáng mong đợi. Phát biểu vào khoảng thời gian khoác áo Man United cũng như khả năng quay về Old Trafford, Dalot cho biết: "Tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời ở Man United. Tôi đã chơi những trận đấu rất quan trọng đối với tôi và cả đội.
Tôi ra đi với một chút buồn vui lẫn lộn vì không đủ thể lực cho tất cả những trận đấu mà tôi đã vắng mặt do chấn thương. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì vì những gì tôi học được là rất quan trọng trong tương lai của tôi và hiện tại của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!